Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lao động mắc kẹt trong khu trọ giữa đại dịch sống mòn. Chính phủ tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 8 vừa đặt ra mục tiêu phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15 tháng 9. Trong khi thành phố này đang là tâm dịch và số ca nhiễm đã lên đến con số hàng trăm ngàn người, chiếm một nửa trong cả nước. Chỉ riêng vào ngày 3 tháng 9, thành phố đã ghi nhận 8.500 ca nhiễm mới, một con số kỷ lục, và con số tử vong trong cả nước nay đã lên hơn 13.000 người. Đây là những người nhiều tuổi, những người có bệnh nền và cũng rất nhiều người đang còn trẻ. Đây là hình ảnh vào hôm 3 tháng 9, ở Bệnh viện Dã chiến Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương đã có hàng trăm bệnh nhân xô rào giành giật phần thức ăn. Cư dân mạng cho biết lý do là mãi đến 1 giờ trưa mà họ vẫn chưa có đồ ăn sáng nên mới xảy ra sự bức xúc đến như vậy. Theo thống kê của giới chức y tế thành phố, nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại đợt tái bùng phát thứ tư này đã được phát hiện nhiều ở các khu nhà trọ có nhiều người lao động tự do, công nhân làm việc tại các nhà máy trú ngụ. Những người sống trong các khu trọ bị phong tỏa, cách ly gần như ở trong trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập, vô cùng khó khăn. Nhiều người lao động đã bị kẹt trong các khu nhà trọ bị phong tỏa. Họ đã chia sẻ mọi hoạt động của họ và gia đình hết ngày này qua ngày khác chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ chỉ có vài mét vuông mà thôi. Họ nói, bên em không thể đi ra ngoài được vì từ đường chính, má lò, vào hẻm một đoạn rồi một đoạn nữa mới tới nhà trọ bên em. Nhà trọ bên em và các vùng khác chung quanh khu vực đó có một lối ra đang bị chặn lại, bây giờ đang chặn thêm một lớp ngoài nữa. Việc phong tỏa cả tháng này và không được đi ra ngoài do tình hình dịch bệnh thì khó khăn nhất là việc chủ động mua hàng hóa. Vì chủ yếu là đặt online mà giờ đặt online người ta chỉ giao trong quận nên cũng rất khó. Bữa em cũng đặt thử rồi thì chủ yếu là đặt rất lâu mới được, không có người nhận đơn. Bên em vẫn có những người kêu gọi được cứu trợ nhưng chủ yếu là thực phẩm như gia vị, mì, gạo, một ít rau xanh. Còn lại những thực phẩm tươi như thịt cá thì cá nhân vẫn phải tự chủ động tìm cách mua. Một sự tâm sự của công nhân đang trọ tại quận Bình Tân cho biết tiếp như sau. Ở trong hẻm đây chứ không được đi ra ngoài. Cái này hẻm cùng có mấy căn nhà trọ trong đây. Lâu lâu có đồ từ thiện người ta cho gì mình ăn ấy, chứ ở trong phòng trọ không đâu đi ra được. Nhờ mua đồ, được thì mua, không được thì chịu. Giờ khó khăn mà cũng không biết làm sao, cũng ráng thôi. Em ở đây hai vợ chồng, con em gửi về quê rồi. Ở đây có mấy mét vuông ở vòng. Trong nhà ngoài không có phòng này, tiếp phòng xúc phòng kia, phòng ai nấy ở. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh phải chui qua rào kẽm gai để nhận thực phẩm. Nhiều người còn cho biết họ cảm thấy hoang mang vì giới chức địa phương răng dây tứ phía. Đã vậy còn cắt cử nhóm giám sát người sống trong khu vực cách ly, khiến họ cảm giác như bị cầm tù. Dưới nhà trọ có rất nhiều người, không đi được, chỉ là có ai đem đồ cứu trợ thì mình ra nhận. Trong đây thì đồ ăn không có, em đang mang bầu nữa. Ở đây lâu quá cả tháng hơn, em cũng đang rất khó khăn. Người này đã chia sẻ như thế. Và nói tiếp, trong khu, trong hẻm 12 Lam Sơn, phường 2, Tân Bình, ở trong hẻm của toàn thể nhân dân lao động, phòng trọ có 28 phòng. Khu đấy giờ nhập lập nhóm giám sát nhau trong cùng hẻm, giờ đang răng dây. Bây giờ cách ly không cho ra ngoài, ở khó khăn lắm, đi làm cũng không được. Đi đứng rất bất tiện, đi đâu cũng không được. Muốn ra ngoài mua cái này cái kia, đi chợ cũng không được. Như đi mua thịt cá hay rau củ cải thì không có, chỉ được hỗ trợ bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Vừa khốn khó vì không được ra ngoài đi làm, mua đồ ăn, những người ở trọ còn cho biết họ gần như quẫn trí vì hóa đơn tiền thuê nhà, chi phí hàng tháng vẫn đến đều đặn, không thiếu kỳ nào. Mỗi tháng đóng tiền phòng, tiền này, tiền kia, mua cái gì cũng mắc mà không được đi làm. Em có 3 người, mỗi tháng đóng 4 triệu, mấy tiền phòng, nhưng có gì cứu trợ. Ở nhà cả tháng vẫn phải chi tiêu mà không có nguồn thu nhập nào, gần cạn nguồn tài chính. Vị này đã chia sẻ như thế. Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã triển khai gói cứu trợ lần 2 hơn 900 tỷ đồng nhằm giúp những người đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
tuy thành phố đã cho hay là gói 1 đã hoàn thành 100% vào ngày 3 tháng 8 và gói 2 phải xong trước ngày 10 tháng 8, nhiều người dân cho biết vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đây là hình ảnh nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh kêu cứu vì chưa nhận được trợ cấp của chính phủ khi dịch Covid còn kéo dài. Nhiều người cũng cho rằng thay vì ngồi chờ nhận hỗ trợ, họ chỉ trông ngóng mong sớm có kết quả test nhanh lần cuối để nơi mình sống sớm được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cho cuộc sống đỡ áp lực. Người dân ở đây chia sẻ tiếp: "Bây giờ em không biết chừng nào hết dịch, chừng nào mới được thả ra để đi làm. Chứ vậy hoài thì chắc sẽ không còn có gì ăn, có gì nấu đó. Nói chung, ăn hột vịt, hột gà hỗ trợ, đồ khô chứ không có gì." Khu em trước mắt phải test thêm lần nữa và xác nhận không có ca dương tính sẽ được ra ngoài. Có thể đi được làm, có giấy thông hành, còn gia đình có phiếu đi chợ. Những khu trọ đã test 4 đến 5 lần như bên em, tình hình phong tỏa cũng đã lâu, thì ưu tiên những khu phong tỏa lâu test cho họ lần cuối xác nhận có ca dương tính nào nữa hay không, để có thể giữ phong tỏa cho người ta đi lại. Biết là đi lại bây giờ khó khăn, ra ngoài cũng có khả năng bị lây nhiễm, nhưng đối với ai có nhu cầu đi làm thì người ta vẫn có thể đi ra ngoài được. Một số ý kiến thì cho rằng người dân Sài Gòn có vẻ kém kỷ luật, tập trung đông làm bùng phát bệnh COVID-19. Giáo sư Mạc Văn Tràng lại đưa ra nhận định như sau: Sài Gòn là đầu mối giao lưu lớn nhất cả nước, người tứ xứ qua lại tiếp xúc trong một thành phố hơn 10 triệu dân với mật độ dân cư dày đặc. Khi đã có F0 trong cộng đồng thì khó kiểm soát lắm. Sài Gòn có hàng triệu người dân lao động kiếm sống bằng thu nhập hàng ngày và hàng triệu người dân ngoại tỉnh ở Sài Gòn đang mất việc, không có thu nhập trong mấy tháng. Như vậy, cuộc sống căng lắm. Nên khi chính quyền tuyên bố thực hiện giãn cách nghiêm theo chỉ thị 16 từ ngày 1 tháng 8 đến 15 tháng 8, thì dân ngoại tỉnh hoảng loạn chạy thục mạng về quê, rồi chính quyền lại tuyên bố sẽ giãn cách triệt để từ 15 tháng 8, v.v. Đây là hình ảnh những chiếc rổ chờ đợi thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thay vì hình ảnh cờ đỏ sao vàng. Thế là lại bùng phát đợt di tản thứ hai, nhưng lần này dân bị bắt quay trở lại hết, rồi có lệnh từ 23 tháng 8, ai ở đâu ở yên đó, có lực lượng bộ đội đi chợ giùm, cung cấp nhu yếu phẩm đến 100% hộ gia đình. Dân không tin, ùa ra các siêu thị chen chúc, vét hàng. Hiện tượng hàng triệu người dân ngoại tỉnh vào Sài Gòn kiếm sống, rồi khi dịch bùng phát thì hoảng hốt ủ té chạy lũ lượt về quê, có lẽ hiếm thấy trong chống dịch COVID-19 diễn ra trên khắp thế giới. Rồi những chỗ tập trung đông người để xét nghiệm, để tiêm chủng, để khai báo giấy tờ, vân vân. Tất cả những hiện tượng đó đều góp phần gây nên bùng phát F0. Và ở Sài Gòn cũng có rất nhiều xóm ổ chuột, những con hẻm, những khu nhà trọ rất đông đúc, đó là môi trường dễ nhây lây nhiễm virus. Tất cả những hiện tượng nói trên đều tác động mạnh đến tâm lý xã hội và ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông, chứ không nên quy về ý thức kỷ luật của người dân. Về số tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Sài Gòn thì là quá cao. Giáo sư Mạc Văn Tràng cho thêm ý kiến như sau. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, nếu tính trên tổng số ca điều trị tại bệnh viện là 158.262 thì tỷ lệ tử vong là 5,8%. Nhưng nếu cộng thêm 50.000 F0 đang điều trị tại nhà thì tỷ lệ này trong khoảng 4,2%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tùy giai đoạn có nơi tỷ lệ tử vong dao động trong khoảng từ 2,1 đến 4,4%. Vì vậy, tỷ lệ tử vong của thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức rất cao kỷ lục. Bác sĩ Phúc cho biết rằng bệnh nhân F0 từ nhà có dấu hiệu nặng mới chuyển đến tầng 1, từ đó mới thấy nặng và chuyển quyết ra tầng 2 và tầng 3, tức là những tuyến trên nữa. Quá trình chuyển chậm khiến nhiều F0 đã chết. Đây là hình ảnh người vô gia cư ở thành phố Hồ Chí Minh nhận cơm từ thiện. Họ không còn nguồn thực phẩm nào khác trong cơn đại dịch này. Còn bác sĩ Quan Thế Dân thì cho biết cụ thể, bệnh nhân F0 lúc mới chuyển đến chỉ thở oxy giọng kích 5 lít trên phút, rồi sau mau chóng chuyển sang thở mặt nạ oxy 15 lít trên phút vẫn không đỡ. Chỉ số oxy thấp dưới 90 phải chuyển sang thở oxy dòng cao 60 lít trên phút. Oxy phun phè phè vẫn không đỡ, đành chàng sang chuyển sang vũ khí cuối cùng là đặt ống nội khí quản và thở máy, vân vân. Có lẽ thời gian đầu thiếu giường bệnh, thiếu bác sĩ, thiếu máy thở, thiếu oxy, quy trình lộn xộn nên tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Sài Gòn rất cao đến như vậy.
Một số ý kiến cho rằng phong trào làm từ thiện ở Sài Gòn rầm rộ quá, nhưng có thực chất hay không? Giáo sư Mạc Văn Trang giải thích như sau. Như ở câu 1 đã nói, Sài Gòn có hàng triệu người quen làm rửa đủ xài, tay nghỉ làm là hàm nghỉ nhai, vậy mà nghỉ làm mấy tháng liền. Trong chiến tranh cũng chưa bao giờ phải mất thu nhập mấy tháng như thế. Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo hơn 4 triệu người cần cứu trợ. Trước tình trạng như vậy mà cứu trợ của nhà nước thì chậm chạp, nhất là qua khai báo từ tổ dân phố, lên phường, rồi quận, rồi xét phân loại các đối tượng. Đâu đó và cũng không đều khắp và kịp thời nên mọi người nghèo mà cứu trợ từ 1 đến 2 đợt đâu có đủ sống cho cả gia đình trong mấy tháng trời như vậy. Do đó nếu không có dân cứu nhau thì không hiểu sẽ ra sao. Một giáo sư nghiên cứu về văn hóa nói Sài Gòn có hơn 60% doanh nhân đã làm từ thiện. Những bữa ăn không đồng, những túi hàng không đồng, những món tiền góp trực tiếp vào những địa chỉ từ thiện hay đưa ngay và luôn đến tay người khốn khó nhiều lắm. Không ai biết hết được, đặc biệt những tình nguyện viên là những Phật tử, những tu sĩ, những nam nữ thanh niên không có của xin góp công. Họ xin được giấy đem đồ cứu trợ đến các ngõ ngách và tận chỗ bệnh nhân nặng vân vân. Đó là chưa kể những nhóm thiện nguyện mai táng không đồng, ATM oxy, số phone gọi cấp cứu, gọi bác sĩ miễn phí vân vân. Trong đợt cứu trợ này, tôi chưa thấy ai bị dư luận phê phán lợi dụng cứu trợ. Giáo sư Mạc Văn Trang đã kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2021 với bản tin Lao động mắc kẹt trong khu trọ giữa đại dịch, sống mòn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.